Tôi thấy ở đây còn dựng cả những mô hình này nữa. Thế nhưng tuy nơi đây là nơi được triều đình sử dụng, nhưng hình như chúng chỉ được dựng từ những mái nhà tranh. Cảm giác rất là đơn sơ, không được trang bị nhiều. Tại sao lại như thế hả? Vâng, những mô hình chị nhìn thấy bây giờ được gọi là mô hình 3D. Mô hình này chủ yếu được dùng ở bảo tàng. Và lúc nãy chị có nói về nhà tranh đúng không ạ? Chị có nhìn thấy chỗ củi làm chất đốt kia không? Nếu cứ sử dụng liên tục gỗ làm chất đốt như vậy thì nguồn gỗ ấy sẽ dần dần cạn kiệt và không thể khai thác ở đây thêm được nữa. Nếu vậy thì các thợ làm gốm phải di chuyển đi nơi khác. Sau khi chọn địa điểm xong, họ sẽ kiếm củi và dỡ những lò gốm. Vì thế họ đã dựng lò gốm dưới dạng những ngôi nhà tranh để có thể dễ dàng xây rồi dỡ bỏ chúng. Giống như là Gakani được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Nó có thể tồn tại trong khoảng 10 năm, nên thật ra cũng khá vững chãi. Chị nhìn phía bên này có rất nhiều mảnh gốm đúng không? Dù sao, đây cũng là gốm của triều đình sử dụng, nên sản phẩm không được phép có bất kỳ tì vết nào. Mà để tạo ra sản phẩm gốm không có tì vết là một việc vô cùng khó khăn. Kia là những mảnh vỡ của đồ gốm đã bị đập bỏ. Vì những sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được triều đình sử dụng, số đồ gốm bị hư hỏng còn lại đều sẽ bị đập bỏ hết như chị thấy. Quả nhiên, nhờ những mô hình này, chúng ta đã thấy được trí tuệ và sự kỳ công của người Hàn Quốc từ thời xa xưa. Và tôi cảm thấy rất xúc động trước vẻ đẹp ấy. Không ngờ ở đây còn có cả kính hiển vi nữa ạ. Vâng, nhờ thế mà ở đây có cảm giác rất khoa học. Không biết tại sao bảo tàng lại chuẩn bị kính hiển vi ở đây ạ? Những khách tham quan bình thường có thể sẽ muốn ngắm kỹ hơn hình ảnh phản chiếu của những món đồ gốm. Bằng mắt thường, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy rõ được mặt cắt của đồ gốm. Ta phải đập vỡ những mảnh gốm ra thì mới biết được đất bên trong là loại đất nào, lớp tràng men đã sử dụng loại nào, người ta đã áp dụng kỹ thuật gì để tạo nên đồ gốm. Vì thế, chúng tôi đã lắp đặt các kính hiển vi ở đây để người xem dễ dàng quan sát và cảm nhận vẻ đẹp của các loại đồ gốm. Thông qua mảnh sứ tôi đang cầm ở đây, chúng ta có thể biết rất nhiều điều về nó. Đây là loại sứ trắng, và họa tiết của nó được gọi là họa tiết hoa xanh sứ trắng. Họa tiết này thông thường được nhuộm bằng thuốc nhuộm coban xanh. Vì loại thuốc nhuộm này rất đắt, nên chủ yếu người dùng nó là quý tộc hoặc là người của hoàng thất. Loại thuốc nhuộm này được sử dụng một cách rộng rãi vào khoảng thế kỷ thứ 16-17 dưới triều đại Joseon. Chỉ bằng việc quan sát mảnh sứ này, ta có thể biết được nó được làm ra vào khoảng thời gian nào, người ta đã sử dụng loại đất và thuốc nhuộm nào để tạo ra nó. Và dựa vào độ chịu nhiệt, ta cũng có thể biết được kỹ thuật làm ra đồ này. Nhìn mảnh sứ này, chúng ta cũng có thể tưởng tượng được hình dáng nguyên vẹn của nó và từ đó đoán được mục đích sử dụng. Chỉ với một mẫu sứ như thế này thôi, chúng ta cũng có thể biết được cả một lịch sử ẩn chứa trong nó. Tuy những gì tôi nhìn thấy đơn thuần là một mảnh sứ nhỏ, nhưng sau khi nghe lời giải thích tôi đã học thêm được rất nhiều điều. Hóa ra đây chính là lý do bảo tàng đã chuẩn bị cả kính hiển vi nữa. Vâng, đúng vậy. Vào những ngày lẻ, bảo tàng mở những hội chợ triển lãm đồ gốm sứ thế giới. Để thu hút sự chú ý của mọi người vào các sản phẩm gốm sứ truyền thống, bảo tàng đã thử nghiệm nhiều phương thức khác nhau. Phương thức truyền thống tiêu biểu nhất chính là trưng bày những tác phẩm gốm sứ xuất sắc trong cuộc thi tuyển chọn. Đa số các tác phẩm được chọn trưng bày đều thể hiện rõ tính hiện đại hoặc tính thực dụng, rất khác với những vật phẩm của bảo tàng. Đó chính là một điểm khác biệt thú vị. Trước khi gốm trắng của Joseon ra đời, những loại gốm trắng thông thường chỉ được làm từ những chất liệu còn khá mềm. Đến thời Joseon, loại gốm trắng có thể phản chiếu ánh sáng bắt đầu trở nên thịnh hành. Vùng Quảng Chu của Gyeonggi-do đã được lựa chọn là nơi chuyên chế tạo và phát triển kỹ thuật làm gốm sứ. Đặc biệt, nơi đây vô cùng quan trọng vì đã được chọn để xây lò nung gốm. Khác với những địa điểm còn lại, Quảng Chu Gyeonggi-do còn có một lý do khác để trở thành huyết mạch lưu giữ truyền thống. Loại gốm trắng được làm ra từ loại gạch và lớp trắng men chất lượng tốt nhất. Phần lớn chúng chỉ được sử dụng trong triều đình.
Các bạn hãy cùng tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loại gốm sứ được nhào nặn từ bao đời này trong giây lát nhé.